Trước thông tin biến thể phụ BA.5 của Omicron đã lưu hành ở Việt Nam, Bộ Y tế cho biết việc xâm nhập này là tất yếu vì các nước ở châu Âu, Mỹ cũng đã ghi nhận với sự giao lưu đi lại như hiện nay thì điều này là bình thường. Bộ Y tế cho biết việc xâm nhập này là tất yếu vì các nước ở châu Âu, Mỹ cũng đã ghi nhận với sự giao lưu đi lại như hiện nay thì điều này là bình thường. Bộ Y tế cho biết tiếp tục giám sát để có điều chỉnh các biện pháp chống dịch an toàn, hiệu quả. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ, cần tiêm đúng lịch, đủ liều các mũi vaccine phòng COVID-19 nhắc lại theo khuyến cáo để có thể tăng cường miễn dịch chống lại các biến thể mới của dịch bệnh.